Xin chào hết tất cả các bạn nha. Thì nói chung cuộc sống bây giờ thì nó cũng khó khăn quá các bạn. Thì nên mình đứng đi làm đủ cái nghề cho mình sống ổn định đó. Thì chắc bây giờ mình làm YouTube, quay YouTube thì quay những cái sống hàng ngày, sinh tồn hoặc là săn bắt gì đó. Thì mình làm kênh YouTube này thì cũng mong tất cả các bạn cũng ủng hộ giúp giùm cho mình. Mình cũng không biết gì hết đó, nói chung cũng mới bắt đầu vô làm thôi, cũng chả biết làm như thế nào, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm có những video hay để gửi đến các bạn. Thì mong các bạn mình yêu thương cho mình thì ủng hộ cho mình nha. Mình nói chung là sau cái clip này thì mình bắt đầu mình sẽ quay chính thức những cái clip tiếp theo là cuộc sống sinh tồn săn bắt nọ đang các bạn. Nói chung mình muốn ở nhà trọ thì cũng đi nó thẳng cũng ở trong phía nam thì đi quay vòng đây đó để cho các bạn coi những cái cảnh quan những cái khu vực mà đẹp này nọ đó, quay lên để cho các bạn coi. Nói chung ra thì cũng không biết sao làm thì trước mắt làm gì đi rồi để coi thử, cũng cố gắng nếu mà được sự tin tình ủng hộ của các bạn á thì mình sẽ cố gắng ra clip video để cho các bạn coi. Nhưng mà còn cái cách mà chỉnh sửa hình ảnh edit này nọ đó thì nó chưa được hay thì cũng mong các bạn góp ý để mình làm nha, tại vì mình không có chuyên nghiệp bên cái lĩnh vực này. Rồi các bạn xem, rồi các bạn muốn làm những cái chủ đề gì đó thì mình sẽ cố gắng làm những chủ đề đó để gửi đến tất cả các bạn luôn. Cũng đam mê, cũng thích lắm, nhưng mà hồi đó giờ đâu có quay đâu, cũng cơm áo lo tiền nhiều quá, cũng lo đủ thứ cho nên không có thời gian để mình làm những chuyện đó. Bây giờ nếu mà được cơ hội mà để các bạn giúp đỡ, các bạn ủng hộ giúp đỡ thì mình sẽ cố gắng mình quay những clip, ra những clip thường xuyên cho các bạn xem và những cái cảnh hoặc ở khu vực này, khu vực kia rồi đó. Thì nói chung ra thì mình cũng tâm sự hết các bạn. Đây mình thì bị cục đây, hai bàn tay mình cục hết rồi nên mình cũng phải làm cuộc sống mưu sinh vì bản thân mình thôi. Nhưng mà bây giờ làm khó khăn quá các bạn, vô công ty thì không làm được, mà làm tự do ngoài thì bữa làm bữa nghỉ nên nó không có ổn định. Thì nói chung là cũng trong đầu dự định, có hơi định hướng cũng lâu rồi, cơm áo đầu tiền nhiều quá, cuộc sống không có lo được, không có thời gian. Bây giờ bắt đầu nếu mà được các bạn ủng hộ vậy cho mình á, nhiệt tình cho mình thì mình sẽ cố gắng, có lẽ là mình sẽ làm những cái clip, cố gắng thật sự cố gắng đi nơi đây nơi đó để làm những cái clip hay để gửi đến tất cả các bạn. Nói chung nói đây không phải là gì mình than vãn gì, cuộc sống ai cũng có hoàn cảnh, nhưng mà hoàn cảnh của mình thì nó hơi khắt khe hơn những người khác. Họ nhiều khi thất nghiệp ở trong công ty này nọ, ổ thất nghiệp ở ngoài thì họ cũng vô công ty họ làm thì họ cũng có tiền. Còn riêng mình bây giờ không công ty là không công ty nào nhận, nhưng tại cái tay bị tai nạn lao động á, bị năm nay cũng mười mấy năm rồi, nên giờ mình quyết định mình làm YouTube thì chung cũng chả có thiết bị gì hết, chỉ có cái điện thoại đầu tiên thôi. Thì từ cái điện thoại này thì mình sẽ cố gắng mình quay để mình chỉnh những cái clip hay hay cho các bạn biết rằng là cái đoạn đường trên cái chặng đường làm YouTube này nó rất là khó khăn, không phải là ai làm cũng được, mà là đạt được thành công thì cũng gian nan lắm. Mình sẽ cố gắng để quay những cái clip, tạo những cái video ẩm thực sinh tồn để cho các bạn xem, để giải trí cho các bạn. Nói chung là mình làm cũng không có tem gì, có đúng một mình thôi. Bây giờ trước mắt là làm vậy thôi chứ đâu có ai mà làm YouTube mà từ đầu mà có tem có tiếc gì đâu, cũng phải tự một mình cũng tự gây dựng thôi. Mong các bạn mà nếu mà xem được mọi miệng nước thì thật bạn cũng chỉ lít cho mình một like với một đăng ký là được rồi, tại vì cái đó thì nói chung cũng chả có thắc thót thiệt gì cho các bạn, nhưng mà các bạn sẽ giúp cho mình được một cái
nhanh để bà kiếm tiền, để kiếm được cái đồng tiền để mình xây sở cuộc sống, và lại là mình sẽ lấy cái đồng tiền đó mình sẽ quay những clip, làm cái chi phí quay những clip hay thì gửi đến tất cả các bạn. Thì nói chung nói lên đây thì cũng chưa, đây cũng không ai biết mình, mà cũng mình cũng không biết ai trên mạng này hết. Thì đây nói chung là các bạn đi coi YouTube, mấy bạn rảnh thì mấy bạn vô bấm like cho mình, xin một like thôi, một đăng ký kênh, thì cái đó coi như mấy bạn giúp được một người, thì đó mình chân thành cảm ơn các bạn. Còn ví dụ những clip nào mà mình quay sau này, từ sau clip này mình cũng quay những clip sinh tồn để cho các bạn xem, thì nếu không hay thì các bạn cứ góp ý, hoặc là vấn đề đó mình sẽ cố gắng mình xử lý cho nó những clip hay. Mình sẽ cố gắng mình quay những cái nơi hoang dã đồng quê này nó gửi đến tất cả các bạn. Thì nói chung mình ở một mình cũng thoải mái, đi đây đi đó này nọ, quay clip này nọ thì nó cũng dễ, nên mình hôm nay mình quay, mình đăng cái clip này đầu tiên trên cái kênh của mình là kênh ẩm thực sinh tồn 69. Thì sau cái clip này bắt đầu mình sẽ đăng tiếp tiếp những cái clip để cho các bạn coi. Thì nếu mà mong các bạn mà thương tình đó thì cho mình cơ hội để mình đến với con đường YouTube này nha. Nói chung là mình cũng xem rất nhiều kênh, mình cũng quay nhiều kênh lắm, nhưng mình thấy nó cũng thật sự là nó rất khó khăn. Mình cũng đi quay, nói chung là quay để ekip thôi, nhưng mà mình thấy nó khó khăn cực kỳ lắm, không phải là đơn giản. Nên giờ trước mắt chi phí thì nó cũng không có, nên những cái clip mình làm nó chỉ đơn giản, đơn thuần là ban đầu là mình tự mình sinh tồn thôi, tự mình tạo điều kiện mình sinh tồn. Rồi khi một khi mà chi phí nó ổn định thì mình sẽ làm những cái clip nó sẽ hay hơn. Nói chung ra thì hỏi thì mình không biết cái gì về về cái lĩnh vực mà công nghệ nữa đó, nhưng mà tự mò tìm tòi học hỏi trên mạng thôi, học hỏi người hết đất rồi để coi chứ chỉnh sửa cho quý vị coi. Thì nếu mà quý vị coi cảm thấy không hay, quý vị cứ các bạn cứ góp ý để mình chỉnh sửa sao cho nó hoàn chỉnh một cái clip hay tí. Nói chung những lời nói này là chân thành tận đáy lòng của mình. Mình cũng mong được tất cả các bạn ủng hộ, giúp đỡ cho mình kiếm được một cái gì gọi là trong cuộc sống. Nói chung xin tiền thì mình chả xin tiền ai đâu, cũng chả ai cho mình, tại vì cuộc sống bây giờ, cuộc sống mà nay làm mới lo mới sống thôi. Nhưng mình lên đây là chỉ mình nhờ tất cả các bạn có coi được cái clip của mình á, thì chỉ cần nhắn cho mình xin một nút like, một nút subscribe thôi các bạn, lúc nói chung là nút đăng ký, cái nút thích đó, thì giúp giùm cho mình để mình có cái động lực để mình phát triển kênh lên. Nói chung ra thì dạng sự khởi đầu nan mà khó khăn lắm. Hôm nay thì cũng chung là năm 2023 sắp hết rồi, đầu năm 2024 thì mình mới cũng chính thức như mình làm. Thì cuối năm mình cũng có lời gì để chúc, mình chúc hết tất cả mọi người trên mọi miền đất nước thì có một cái Tết sum vầy bên gia đình. Chung mình thì Tết thì mình cũng không về quê luôn, qua ở đây luôn, mình ở đây phòng trọ với rồi là mình chạy mình đi quay vòng những clip cho gửi đến cái gì có được thưởng thức trong dịp Tết. Cuộc sống thì năm nay thì hầu như là khó khăn tất cả, nói chung kinh tế là bị hết rồi chứ không phải riêng ai chứ. Thì nếu mọi người mà có rảnh, mọi người có vào coi á, biết được cái kênh mình á, thì mấy người xin cho mọi người cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt thích, một lượt chia sẻ giùm nha, giúp cho mình để mình có cái động lực để mình phát triển kênh, với lại mình kiếm cuộc sống cho mình á. Thì nói chung lời sau cùng á thì gửi đến tất cả quý vị là lời chúc sức khỏe, là chúc tất cả mọi người có một cái Tết vui vẻ bên gia đình. Và sang năm nó sẽ có thể có những cái diễn biến kinh tế mới để cuộc sống được ổn định hơn. Thì nó lời đầu tiên của clip này, và là đầu tiên luôn, cái clip này đầu tiên của ẩm thực sinh tồn 69 luôn. Thì mong tất cả mọi người giúp ủng hộ mình nha. Nói chung là mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người trước nha, mong mọi người giúp đỡ cho mình để mình tạo được một cái động lực, một cái kênh để mình sẽ tiếp tục đi đường dài, làm những cái clip hay gửi đến tất cả quý vị. Chào tất cả mọi người nha, gửi sức khỏe đến tất cả mọi người nha.